Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào mọi người. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức gần xa. Đây là chương trình Mỗi Ngày Một Mẫu Chuyện Thiền. Như thường lệ, con đến với quý vị mỗi ngày qua một mẫu chuyện mang nội dung tu tập. Thật hoan hỷ để được đến với nhau mỗi ngày, tưới tẩm các hạt giống thương yêu và hiểu biết ở trong chúng ta qua giáo lý của Đức Thế Tôn. Trước khi đến với mỗi chuyện, con thỉnh mọi người một tách trà ấm để thưởng thức những phút giây hiện hữu đơn thuần. Rồi chúng ta đến với mỗi chuyện sau nhé. Đã, con trả em đó. Cái vị trà nó làm sao? Một thiền sư uống trà là ta để không gian ở trong họ và trà đi vào trong không gian đó. Trà như thế nào, thấy nó như thế đó. Cái đó gọi là thiền trà, bản thân trà là thiền. Bản thân mỗi phút giây á, tự nó đẹp nhất. Ví dụ như mình đang ngồi đây nè, chắc lát nữa mình đứng lên rồi cục ngồi đây sao? Biến mất như chưa bao giờ có. Biến mất vĩnh viễn và vô tận và không bao giờ lặp lại được. Cho nên làm sao đó mà mình có thể an trú được ở trong hiện tại một cách trọn vẹn thì mình không cần tìm một cái gì nữa. Giác ngộ tức là mình biết, mình bắt đầu biết rằng mình không cần đi đâu nữa. Và mình biết rằng không có một cái nơi nào nữa để đi. Nó là ở đây và bây giờ. Trọn vẹn. Rồi mọi người sẵn sàng câu chuyện chưa? Thầy sẽ kể nhé, sẵn sàng nghe câu chuyện rồi bắt đầu nè. Có một chàng trai trẻ nọ, dục vọng trong người của anh ta đã làm cho anh ta đau khổ. Và anh ta tìm đến một vị cao tăng thạc đức ở trên núi rừng thâm sơn cùng cốc để hỏi về cái vấn đề dục vọng là gì. Ngày đêm tìm vị thiền sư đó xong, anh ta đảnh lễ và hỏi: Bạch thầy, thế nào là dục vọng? Mặc dù đường xa anh ta tìm như vậy, nhưng vị thiền sư nói: Thôi ông hãy về đi, nhưng hãy nhớ lời này: giờ cho đến mai, khi lên đây tìm ta lần nữa đừng ăn gì hết. Anh ta đảnh lễ và lui về. Sáng hôm sau lên với một cái bụng đói, vị thiền sư hỏi: Đói không? Dạ con đói lắm, sức ăn của con bây giờ có thể là hết 10 lon gạo và cả một con lợn nữa đấy. Vị thiền sư mỉm cười và nắm tay anh ta: Thôi đi với ta. Vị thiền sư dẫn anh ta tới một cái vườn trái cây, trái bom bự bị lớn này nè, triểu cành. Đưa cho anh ta một cái bao bố rất bự và nói với anh ta: Đây là vườn trái cây của anh, với cái bao này thả sức mà hái. Nếu như tất cả chúng ta thì sao? Sẽ giống như anh chàng này, anh ta sẽ hái bao nhiêu? Trước khi quay đi, vị thiền sư nói một câu cuối: Được thỏa sức hái nhé, nhưng mà cấm ăn. Hãy hái về tới chùa rồi mới được ăn. Anh ta miết tới buổi chiều mới về tới nơi chứ. Với phía sau lưng một cái bao đầy trái bom, nặng trĩu trên vai, lê lết từng bước. Đã một ngày một đêm không ăn rồi mà nguyên cái bao đó nữa, thực sự là hết sức. Ngã cái rầm trước cửa chùa, ngước lên thấy vị thiền sư đứng đó. Anh đói lắm rồi phải không? Dạ con đói lắm rồi bạch thầy. Anh được phép ăn ngay bây giờ. Nói câu đó xong, anh ta bùng cái bao táo ra và ngấu nghiến như là một người chưa bao giờ được ăn. Và anh ăn được mấy trái, phút chốc thì chỉ còn lại những cái hột của hai trái táo. Vị thiền sư đứng nhìn một cách tội nghiệp và hỏi tiếp là: Anh muốn ăn nữa không? Dạ thôi, đói lắm nhưng giờ con no rồi, con không thể đưa vô thêm một chút nào nữa. Và vị thiền sư mỉm cười nói với anh ta: Tôi đố anh, cái vỏ táo đó là gì? Cái bao táo đó là gì? Dạ thì nó là bao táo chứ gì, nhưng mà tại sao có bao táo đó? Anh ta giật mình và hiểu ra một điều gì đó. Vị thiền sư tiếp: Dục vọng là gì? Đó chính là bao táo ấy. Dục vọng tức là những thứ ta cần để vui và để sống một đời đủ và an nhàn. Thì ta không, ta muốn nhiều hơn như vậy. Cứ muốn nhiều hơn như vậy, nhiều hơn cái nhu cầu bình thường của ăn, của ngủ, của sống, để đủ vui, để hạnh phúc đấy. Cái muốn nhiều hơn đó chính là dục vọng. Trong đời sống của mình,
lúc nào mình cũng muốn nhiều hơn là một cái chén, nhiều hơn là một con bò, nhiều hơn là một đống ruộng, nhiều hơn là hai ba món cơm, nhiều hơn là một người thương yêu, nhiều hơn là một cái nhà, nhiều hơn là một cái xe, nhiều hơn là một ít tiền để sống, nhiều hơn là một bộ đồ. Có càng nhiều càng tốt. Và cái đó chính là dục vọng. Vậy chúng ta làm gì với dục vọng đây? Nó có xấu không? Ở đây nhé, ta thấy hai từ, một là dục, hai là vọng. Thế nào là dục? Động lực nào mà khiến cho chàng trẻ đi tìm vị thiền sư? Dục, khao khát muốn tìm để muốn học. Động lực nào khiến anh ta nghe lời? Khao khát muốn biết một cái gì đó. Động lực nào khiến anh ta ăn trái táo khi anh ta đói? Như vậy nếu không có cái dục đó, anh ta sẽ không học thêm một điều gì, không đi tìm thiền sư và cũng không có ăn trái táo để mà sống. Cũng giống như vậy, bây giờ ta bóp mũi ta lại. Khi mà ta bóp đến độ nào đó, bóp đi, tất cả mọi người hãy bóp mũi mình lại. Và bóp thật chặt, nhắm mắt lại. Và đừng có thở bằng miệng. Hãy cảm nhận càng lâu càng tốt. Cho đến khi nào thầy nói buông, hãy buông. Coi thử trong lòng, trong cơ thể của mình nó có cái cảm nhận gì. Trong cơ thể của mình hiện giờ nó làm sao? Bây giờ thầy nói buông mới buông, thì mọi người có nghe lời không? Không nghe lời. Thôi lo buông ra đi. Tức là khi mình bóp mũi mình lại thì lập tức cơ thể của mình nó bắt đầu lên tiếng, và từng tế bào của nó nói rằng hãy buông ra để cho nó được thở. Từng tế bào nó muốn sống cho nó muốn chết. Vậy cái cơ thể của mình nó có một cái muốn ở bên trong, đó là muốn. Muốn gì? Muốn sống. Vậy cái muốn đó là cái dục đấy. Vậy bản thân sự sống chính là cái dục. Bản thân cái dục nó làm cho sự sống này tiếp nối liên tục, hơi thở vào và ra, tim đập, phổi thở, từng tế bào sống và chết, máu vận hành, tim gan phè phổi, lục phủ ngũ tạng, cơ thể ngoài trong trên dưới làm một cái thể thống nhất hoàn chỉnh, để ở đó sự sống được bảo tồn, được phát triển, được duy trì ở trong một cái tư thế đẹp nhất. Nhưng nếu bên trong thử mà bên trong mình có một cái gì đó trục trặc, gan phổi tim gì đó, hay là bên ngoài mình không cho nó ăn nó uống, thì sao? Lập tức cái bụng mình đói thì nó sẽ kêu gào, nó kêu rột rột trong đó, hay không? Cái âm thanh của nó đó. Khi mình đói, khi mình no, khi mình là tự động mình ăn vô, cái mình vừa no cái mình biết, cái mình không biết là mình ăn bể bụng sao? Như vậy là cái năng lượng dục đó chính là cái năng lượng của sự sống. Quá đói nó cho mình biết để ăn, quá no nó cho mình biết để dừng. Vậy mình không thể chấm dứt cái dục mà sống được. Cho nên ai mà muốn giết cái dục, muốn loại trừ cái dục, và những cái tôn giáo, những triết thuyết mà ta nói là ta phải đè nén, ta triệt tiêu, ta loại trừ cái dục, là nên xem xét lại. Khi ta ứng dụng rất nguy hiểm. Còn cái nào nên bỏ? Cái dục là sự sống ta không nên bỏ. Nhưng cái ta nên bỏ đó là dục vọng, tức là cái vọng. Thì cái vọng ở đây là gì? Cái vọng ở đây nó có nghĩa là cái không có thật, cái tưởng tượng, cái mà chỉ có trong suy nghĩ, mà suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Cái vọng ở đây đối với chàng thanh niên ấy, thì anh ta đói quá, anh ta nói là có thể ăn hết 10 lon gạo và một con heo, ăn hết không? Không. Vậy cho mà cái tưởng của anh ta nó đói quá nghĩ vậy đó. Rồi cái tưởng ở đây nó làm nên cả một cái bao bom. Bởi vì anh ta đâu có ăn hết, có hai trái mà anh ta, cái gì nó khiến cho anh ta hái nguyên bao đó? Cái vọng, cái dục bản thân nó không có. Cái dục của nó phải có sự sống. Nhưng mà cái vọng là hái nguyên bao. Như vậy cái vọng đó, nó có tác hại gì? Nó có tác hại là anh ta phải dành một mớ thời gian để hái mấy cái trái đó. Nhưng hái hai trái thôi, nên là một mớ thời gian mà leo lên hái một bao đó có thể té chết nè, có thể mất năng lượng nè, có thể kiến cắn nè, có thể ong đốt nè, phải không? Có thể té xuống nè. Rồi sao? Phải là một quãng thời đường dài để na cái bao đó gì nữa. Như vậy là cái vọng của nó tạo nên cái khổ, cái nguy hiểm. Và cái vọng thứ hai ở đây á, là bản thân cái dục ở trong con người mình. Mình nghĩ rằng cái dục đó là cái thứ mà
nó sẽ đem đến hạnh phúc bằng cách là thỏa mãn cái dục đó. Chẳng hạn như khát nước, cái uống một miếng nó đã cái miệng, nó nghĩ rằng ô hạnh phúc là đó. Nhưng mà nó giống như bóng câu qua cửa sổ vậy đó, bong bóng nước án mây bay, nó tới cái nó bay, nó tới cái nó bay. Và khi mình thỏa mãn một cái khác nó xuất hiện để nó sẵn sàng cho mình thỏa mãn. Và khi mình thỏa mãn cái đó, cái một cái khác nó lại tiếp tục sẵn sàng cho mình thỏa mãn. Nhưng cứ như vậy mình chạy đi chạy tới phía trước để thỏa mãn, mà vô tình cái sự thỏa mãn thì có chốc lát, mà cái lòng tham dục của mình mỗi ngày nó tỷ lệ thuận lớn lên. Tức là ở trong đây ta thấy, trong Sài Gòn chẳng hạn, ta thấy người ta chạy hai cái xe, ta thấy người ta một cái xe, ta muốn có hai cái xe như vậy. Ở ngoài kia ta thấy người ta có một con bò, ta muốn hai con bò. Ta thấy họ có một đám ruộng, ta nhìn ta muốn mình có hai đám ruộng. Ta thấy họ có một cái tủ, mình muốn có hai cái tủ. Ta thấy họ có cái tủ lạnh, mình cũng muốn có cái tủ lạnh hơn họ, ngang họ. Thì cái đó là mình muốn, mà cái muốn nó thừa ra so với cái nhu cầu của sự sống. Đó là cái vọng, cái tham của mình ở trong đó. Mà cái đó nó làm cho mình khổ. Để kiếm một cái tủ lạnh thì đủ rồi, hai cái tủ lạnh. Để kiếm một cái xe thì đủ rồi, hai cái xe. Thì kiếm hai cái xe, kiếm thêm một cái xe, kiếm thêm một cái tủ lạnh, kiếm thêm một đôi dép, kiếm thêm một bộ đồ, kiếm thêm một cái nhà, kiếm thêm một con bò. Cái thêm đó nó mất thời gian, và mình phải giữ gìn cho cái thêm đó. Giống như người ta kia phải hái, phải nai cái bao về và phải giữ cái bao đó nữa, phải không? Nên thay vì cái thời gian đó ta có thể an nhàn thưởng thức và làm lớn lên cái tâm linh hạnh phúc của mình, thì ta đi bỏ thời gian nhiều lắm, ta giữ gìn những thứ không cần thiết và ta không xài được. Cho nên Đức Phật thì sao? Ba y bình bát, ngày ngủ 3-4 tiếng, rồi khất thực xong về cũng cái áo đó, mặc bao nhiêu chứ mấy, mỗi ngày nó mặc mấy bộ đồ, mỗi ngày ta ăn mấy bữa, cũng 3 bữa là cùng, no cái bụng bao nhiêu, 2-3 chén cơm, rồi mỗi ngày ta chỉ uống miếng nước, ăn vài miếng cơm, mặc vài bộ đồ, đôi dép, ở một cái nơi để che nắng che mưa, sự sống bao nhiêu là đủ. Nhưng mà ta muốn nhiều hơn như thế, ta thấy người ta thấy mình thua kém. Đó chính là cái giọng. Thì mình bỏ là mình bỏ cái đó. Nếu mình không bỏ, nó sẽ vận hành theo kiểu tạo ra đau khổ cho mình. Anh ta đau khổ na cái bao về, cho nên anh ta mới tát cái rầm xuống đó. Nếu như mà anh ta hai trái hái về, anh ta đã về sớm rồi, ta đâu có đến nỗi mà phải nằm la liệt trước đó. Như vậy cái bài học ở đây chúng ta thấy, nếu như một người xuất gia tu hành thì người ta còn cái dục không? Còn cái dục. Cái dục là sao? Đói thì ăn, cái thân nó biểu ăn, không ăn nó chết. Khát thì uống, khát mà không uống là chết. Mệt thì nghỉ, mệt mà không nghỉ cũng chết. Và có mắt thì mở ra cứ nhìn, có tai thì cứ nghe, cái sinh hoạt một đời sống. Nhưng mà đừng có phân cái tâm, đừng có để cái tâm nó duyên theo cảnh mà nó chạy theo trần. Nó có thấy đẹp, nó thấy xinh, nó thấy xấu, rồi nó phản ứng với những thứ đó, nó tạo tác nghiệp lực liên tục. Cho nên một kẻ xuất gia họ vẫn có cái dục, nhưng cái dục của họ là ở cái mức độ của sự sống, và họ lấy cái dục đó họ bỏ vào cái tứ như ý túc, tức là cái dục để nuôi lớn tâm linh. Tức là cái ý túc thứ nhất là dục như ý túc, giống như chàng trai kia muốn học một cái gì đó tên lên núi tìm thầy, phải muốn cho bằng được cho nên anh ta mới đi, và anh ta học cho bằng được cho nên anh ta mới nhịn đói mà nghe lời. Thì cái dục mạnh mẽ như vậy gọi là dục như ý túc. Ta không thể muốn sơ sơ mà ta làm được một việc gì đâu, ta phải muốn cho sắt đá. Và cái sắt đá, cái ý chí kiên cường đó được gọi là tinh tấn như ý túc. Tinh tấn tức là cái chí khí kiên cường để ta thực hiện cái lòng mong muốn kia, không sờn vai nản chí. Cái thứ tư tức là cái tình yêu của ta cho ý chí đó, tức là niệm như ý túc, lúc nào ta cũng nhớ nghĩ tới người ta yêu nếu ta thương họ. Thì ở đây lúc nào ta cũng nhớ nghĩ tới cái lý tưởng là bởi vì ta yêu cái lý tưởng. Cái tình yêu lý tưởng đó chính gọi là niệm như ý túc. Lúc nào ta cũng thích ngồi thiền, ta nghĩ tới cái chuyện ngồi thiền ta hạnh phúc hơn là tôi nghĩ tới cái chuyện dục vọng và hưởng thụ và ngủ nghỉ. Hàng ngày ta ăn vô cái rồi ngủ, không ăn thì đói bụng, ăn vô cái gà gật. Là sao? Con người mình nó yếu đuối vô cùng, nó không có cái niệm như ý túc, tức là nó không có cái tình yêu với lý tưởng, nó không có đam mê tu tập, nó không có đam mê giải thoát, nó không có cái đó. Rồi
Khi mà ta đam mê giải thoát là ta sẽ muốn tìm đến cái chiều sâu nhất của tâm linh. Ta không có dễ dàng thỏa mãn với những cái ý nghĩ rằng ta đã đủ rồi. Ta chưa bao giờ thỏa mãn. Thì với cái ý nghĩ muốn tìm đến cội nguồn sâu sắc nhất của sự giải thoát, với cái ý nghĩ luôn hướng tới đó, được gọi là tư duy như ý túc. Với cái tư duy đó nó làm cho mình không có chấp nhận thỏa mãn khi mà mình chưa giác ngộ. Giống như Đức Phật đi tìm mấy vị đạo sư cao nhất của phi tưởng, phi tưởng xứ và vô sở hữu xứ, của những vị đạo sư mà bản lĩnh của Ấn Độ lúc đó. Nhưng mà Ngài vẫn không dừng lại. Ngài biết rằng Ngài chưa hoàn toàn giải thoát, cho nên Ngài tiếp tục đi cho đến khi Ngài hoàn toàn giải thoát. Cái đó gọi tư duy như ý túc. Ngài đi đến đường cùng. Thì cái người tu á là lấy cái tư duy, lấy cái niệm, lấy cái tinh tấn và lấy cái dục như ý túc đó là làm cái mong muốn của mình, và lấy cái 250 giới kia để làm rào cản, 348 giới kia để làm cái tường thành mà ngăn cản cái vọng nó chui vào ở chỉ cái dục, và đơn thuần cái dục đi lên. Không có cái dục đó, không có mong muốn tu hành, không có tìm cầu giải thoát, không có vượt qua khỏi sinh tử được. Cái thứ hai, đối với người đời thì năm giới là cái nơi mà để ở đó người ta rào cản cái vọng ở cấp độ B, cấp độ C đi vào ở trong cái vọng cấp độ A. Tức là sao? Danh, vọng, tiền, tài, hạnh phúc, xác thịt, gia đình, sở hữu. Nhà má có mấy đám ruộng, có mấy người con, có mấy cái nhà, có bao nhiêu tiền. Mấy thứ đó mình có mất không? Có không? Có không? Mất không nè? Mất chắc không? Chắc chắn là mất. Như vậy nó, mình mất cái gì mình có, thì cái mình có đó là vọng hay thật? Là vọng. Như vậy thế gian á, Đức Phật nói có hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc xuất thế gian mà những người tu hồi nãy nói rồi. Thì cái hạnh phúc tại gia là thế gian đó. Cái hạnh phúc là gì? Cái hạnh phúc của người ở nhà là hạnh phúc gì? Ngũ dục. Ngũ dục là gì? Tiền, tài, sắc, dục, danh, vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Mấy cái đó là vọng hay thật? Là vọng. Nhưng mà thế gian thì được hưởng cái vọng đó, nhưng chỉ hưởng cái vọng đó thôi nha. Tức là anh có một người yêu thôi, anh đừng có vọng thấy cấp độ BC, đó là hai người yêu cùng lực. Anh có một người vợ, người chồng thôi là đủ, là vọng cấp độ A thôi. Anh đừng có vọng tới cấp độ BC là anh đi mèo, đồng, gà, mỡ. Rồi anh có một chiếc xe thôi, anh đừng có vọng thêm với người ta hai chiếc xe. Anh có một cái nhà thôi, anh đừng có vọng thêm với người ta hai ba cái nhà. Một đôi dép, anh đừng có vọng thêm hai ba đôi dép, một bộ đồ. Nói chung là đủ ở cấp độ vọng A. Một cái danh nho nhỏ đủ để anh hạnh phúc, có tiền để cho anh xài. Anh không cần vọng đến một cái độ trèo cao té nặng ở một cái mức độ danh B hay C. Để ở đó anh phải giống như anh chàng kia. Anh không hưởng hết những cái gì mà anh tạo ra, để mất công anh bỏ thời gian anh tạo ra, anh bỏ thời gian anh giữ gìn, rồi anh bỏ thời gian để anh đau khổ và mất mát vì mất mát với nó. Như vậy, đối với người cư sĩ tại gia thì năm giới là cái tiêu chuẩn để cho họ tránh cái ác. Tức là họ khỏi cái chui vào cái vọng B và vọng C, mà chỉ ở cái mức độ vọng A để thưởng thức, để hưởng thụ. Thì như vậy nó cũng còn được gọi là nếu kiếp sau có sinh thì được làm người và lên làm trời. Bằng mà vọng B, vọng C tức là có nhiều hơn một người mình thương gian dối trong tình cảm, có nhiều hơn là một cái nhà, một tài sản mình phải đi làm những chuyện bại hoại, gian dối, phạm vào các cái giới, ăn cắp. Muốn giàu có đi ăn cắp, có không? Có đấy. Rồi đi lấy vợ, lấy chồng người. Rồi vì cái ngon của ba tấc lưỡi, ta chém, ta giết con vật. Và vì cái danh lợi của mình, cái tôi của mình đi đâm, đi chém, đi xâm phạm người khác. Có không? Có. Như vậy là nó vì cái gì đó? Nó vì cái gì của họ? Cái vọng của họ. Mà họ nghĩ cái vọng đó nó làm cho họ hạnh phúc vĩnh viễn. Cái đó là mê mờ. Như vậy, qua cái câu chuyện dục và vọng thì chúng ta thấy cái mà chúng ta bỏ không phải là dục mà là vọng. Và cách của ta là hãy sử dụng cái dục đó. Nếu ở cấp độ của người đời thì hưởng thụ ở cái vọng là vọng loại A.
Và nếu như người tu thì bỏ luôn cái vọng ABC, bỏ hết và lấy cái dục đó như là cái đời sống, đói ăn mệt ngủ, đói cẩm, đói cảnh thì không có phân tâm, nhưng mà luôn hướng đến con đường giải thoát, là tức là cái tâm mình luôn hướng đến, tức là cái dục, và mình có một cái chí khí kiên cường, đó là tinh tấn, và mình có một cái tình yêu bất diệt với cái lý tưởng giải thoát đó, đó là niệm như ý túc, và mình có một cái tư duy luôn hướng đến chiều sâu nhất của giải thoát chứ không thỏa mãn với cái mà mình đang có, đó là tư duy như ý túc. Đó là ý nghĩa câu chuyện mà ông muốn chia sẻ đến mọi người. Thông qua đó chúng ta làm lớn lên cái đạo tâm, cái hành pháp cũng như là cái niềm vui sống học pháp của mình mỗi ngày. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.